Trung Kim Mô Tô chào anh em nhá. Đây nửa đêm, bây giờ là 2:30, em có vào nhà bác trai để mua một chiếc xe win mà đi qua cái cầu mà vừa khít cái ô tô, anh em theo dõi em nhá. Để em vào ăn xong đến nơi em quay tiếp. Úi dồi ôi, vừa khít ô tô luôn anh em ạ. Mọi người lắp qua đèn sáng chưa? Em đang đi vào đây là đường Hà Nội, không biết chốc ra được không anh em ạ. Ôi không vào được anh em ạ, tôi chết rồi. Anh em ơi, đường này ra cả gì vào cả gì. Tôi dở hơi, con xe em nó dài. Chung cái ô tô cho anh em nhé. Bây giờ là nửa đêm đây. Đến nhà bà này không đi được đâu được không? Cua đấy, cua được, cua đấy, cua được. Đi về hướng Đông Nam, sau đó rẽ trái. Đấy, đi săn siêu phẩm cho anh em không phải đơn giản đâu anh em nhé. Vào đúng quá cụt luôn anh em ạ. Điểm đến của bạn nằm ở bên trái. Đấy, đang đợi bác ra đón. Đấy, bác hay ra bác đón đây anh em ạ. Cua về đây hơi lùi vào đường dưới kia thì thẳng lên. Thế bây giờ giỏi, lùi ra đi. Bây giờ hơi dài. Nhưng mà liệu phải cứ lại xong như nào? Lùi lại đi, đoạn dưới đi, cứ lùi đi. Vào ok, lùi. Ok, lùi. Lùi lại. Chỗ này khó này, để em lùi lại. Ok anh em lùi lại. Bác chỉ đường cho em nhá. Bác chỉ đường cho em. Đau đầu không? Bác trai bác dẫn đường đi vào nhà bác đây anh em nhá. Đấy, quá trình đi mô win khổ sở đây này anh em này. Đấy, bác trai bác dẫn đường khác. Đấy, đường này đi thẳng luôn đúng không? Đấy anh em ơi. Đây với em ở chỗ này đấy, với em ở chỗ này này. Đấy, đúng ngã ba này luôn đúng không? Đấy, vừa đúng chỗ ngã ba này luôn. Vừa khít ủa chỗ này này, chỗ này này. Chỗ này nguy hiểm này nhé này. Đấy, chỗ này nguy hiểm này, nhìn xem nào. Không, đi đây. Bây giờ quay đầu luôn nhá. À, quay đầu luôn. Ra quay đầu luôn đây. Đấy, đến nhà bác ấy rồi anh em ạ. Bây giờ quay đầu thôi. Không phải quay đầu đâu. Đây này, chỗ này này. Chỗ này quay đầu cái gì? Chắc là rẽ đây à? Mày xuống mày nhìn thế này xem. Có tới không? Mới nhìn hộ em cái. Bác ra đi và chết bác. Ui. Được không bác? Ra nước được không? Ra được. Sợ lắm đấy. Thôi thì lùi. Anh chỉnh đi săn win đấy, chốc em về em cắt qua đoạn video cho anh em biết thôi. 2 giờ đêm. Con này khó hơn, con này mệt hơn. Con này thức khuya hơn. Thức khuya hơn, cộng 3 triệu. Nếu mua được, em sẽ công khai giá mua cho anh em. Anh em nhá, công khai giá mua và công khai giá bán. Ok, xuống đi em ơi. Đây đây. Em vào nhà nhá. Em quay cả video vào nhà cho anh em luôn này. Đây. Đường ngõ bé nhà bác ở đây. Đây, nhà bác rất là đẹp nha anh em nhá. Đây, em quay trực tiếp đấy. Vào nhà bác đây luôn. Úi giời, anh em vào đây. Đây, cứ vào nhà uống nước á. Vào nhà uống nước rồi tính sau. Ủa. Nhà bà, nhà bác. Mấy đèn giỏi đấy. Vâng. Thì bàn tối này nó mát. Cái ngõ bé quá. Thì ta đun sẵn một nồi nước xấu, anh em nên ngồi uống đây rồi. Đấy. Đang đây. Uống nước mát mẻ rồi, em cho xe ra sân này. Giải quyết cần gì lên thế này, cái sự việc gì có quanh này nhá, quanh khu này chú cứ gọi cho anh một câu, kể cả việc mọi việc gì chú gọi cho anh. Em nói thật bác này, con này nhá, chúc bác còn không có lấy gì ăn tiêu nhiều tất cả đêm chú lên này với anh, mà kể cả anh đây là anh có ngủ đâu, anh vẫn xem để chờ chú, tại vì nhưng mà chú rất là giỏi, chú đi vào đây không hỏi chú, nếu hồi ấy chú ở trên đấy thì đi là ngày chú đỡ phải vào lùi lại chú đấy, nhưng mà anh thì cả cái nhà trên nghe chốt cổng chùa đấy, chắc nó báo trên là trên chỗ cổng chùa đấy, nhà anh ngay chỗ cổng chùa đấy, chú đi qua đấy. Còn thì chú lấy về là chú phải có công, chú làm lên chú phải có công, chú trả con xe, tại vì nói thật chú Kiên làm phán trực tiếp luôn anh em nhá. Ngày trước nói thật với chú Kiên, anh thì anh cũng làm xe thì anh toàn làm xe kích, mấy xe đời cái xe quay Honda. Nhưng mà thật sự là con này so với con kia thì nói thật bác không so được. Biết rồi. Đây nhá, anh em nói thật này. Rồi. Em nói thật lòng rồi. Con này em chốt bác con này là 36 triệu. Rồi. Được thì bác để cho em. Em nghĩ ra đây là em nghĩ là không phải nói nhiều và em lên chẳng. Vì tối rồi, mình kêu nhiều làm gì.
kiểu nhà thứ nhất mình... em ngay cái chuyện em vào nhà bác nhá. Rồi nhưng mà chú nhìn em rất là chú là... nhìn thấy anh là mà anh nhìn thấy chú là con người cũng tuyệt vời. Anh với chú một câu duy nhất là đúng con người ta sống với nhau cái tâm. Ok chốt tâm. Anh em ơi sống với nhau cái tâm, chốt xong kèo buổi tối không nói nhiều đấy, bác có lọc cho em 3 triệu xong kèo đấy. Thôi được nhanh gọn, em không cần xem xe nhiều, gọi lẻ tí được, lẻ tí rồi nhá. Thôi được, gặp chú kia nói chung được, anh em mình kể cả cho nhau vài triệu gặp nhau. Ờ đúng rồi. Nhưng em hứa bác sau này bác thích xe gì bác ở kia nơi tìm cho anh con xe đấy, em hứa bác em lấy cho bác cái giá khác. Anh em ơi, tối em nói hơi nhỏ nhá. Là đã chốt thành công chiếc xe 29B20502. Nhấn mạnh cho anh em con này là đầu máy đời cao, HABAE, đầu máy 104. Con này có thể sinh năm là 2000, đăng ký mẫu đến 2004 anh em nhá. Nó là con này có thể gọi là xe xuất Inno được rồi. Đấy, tùy từng đầu máy này là đăng ký xuất Inno rồi, còn tùy từng chế độ anh em đăng ký ra. Rồi, còn con này ra là cà vẹt 2023 rồi nên không ai biết được nó là đầu ở đuôi như thế nào. Nguồn gốc nhưng em có đầy đủ chứng minh thư nhân dân. Đây nhá, chính chủ bác ở đây. Đây chính em quay qua thôi, lại bị vi phạm bản quyền. Chính chủ chứng minh thư nhân dân bác ở đây, bác photo sẵn cho em và đăng ký của bác đây. Em chốt xong kèo rồi. Bây giờ là 2 3 giờ sáng rồi nên em không muốn nói nhiều. Chốt xong kèo anh em ra đứng cái xe này. Thì bác ơi. Thế ra đứng cái xe để em làm cái thủ tục của em thôi. Vì em mua bán xe nhá. Em phải có thủ tục để người ta biết em mua tại nhà bác. Anh em ơi, vừa nãy em mua một chiếc xe là 29L1 4850, em bán ngay trên đường về rồi. Thì rất mong là bác lại để lộc cho em chiếc xe này. Đây, nói chung là vái vào nhà một cái vái. Đấy. Em phải vái vào nhà thắp hương các cụ. Thì xe lấy xe nửa đêm các cụ ra. Rồi. Đây, bác quay một lượt đi. Đây, quay một lượt đi. Đây, quay vào trong này. Quay xong là dẫn đường ra ngoài. Chéo đây. Chéo đây tí, đừng chổng mông vào bàn, đừng chổng mông vào kia. Và đừng chéo ra, đừng chổng mông vào đây. Rồi. Vào trong này nữa. Trung Kiên Moto kính chào tất cả anh chị em đang theo dõi Trung Kiên trên kênh Mua Bán Win nhé. Bây giờ là gần 3 giờ sáng rồi. Em có đi một cuốc từ Hà Nam nên Hà Nội chốt con xe 29L1 4850 và em đã đi Bắc Giang. Thì trên đường đi Bắc Giang thì em đã chốt được chiếc xe 4850 cho bác trai Nghệ An rồi. Thì lại từ Bắc Giang em về đây là Hà Nội, em lại mua được chiếc xe 29P20502 này. Chính chủ Bác Long. Thì hôm nay em... thứ nhất là đấy, bác bán cho em là tất cả giá cả anh em mình làm việc xong rồi đấy rồi. Thì bác có thể thoải mái vui vẻ không ạ? Thoải mái vui vẻ rồi, anh em mình còn gặp nhau mà. Thế sao bác biết anh em mà bác lại gọi cho em đấy? Rồi, tại vì thấy Kiên xin tên chung... Tobi à? Rồi thì Tobi nói chung là Kiên là nhìn thấy là cũng con người tuyệt vời. Nhưng bác thấy đấy. Em mua bán nhanh gọn không? Thôi được, nói chung là được, anh em mình gọi là mua bán nhưng mà vẫn theo cái đạo lý con người là tuyệt vời. Vâng. Nói chung là tối rồi mình không muốn giao lưu đâu làm gì mất công. Rồi, còn trước cái này này, chú em cảm ơn bác đã nhường lại cho em chiếc xe. Rồi. Dù đắt dù rẻ, dù được bao nhiêu mình không nói. Rồi. Nhưng được cái tình cảm đấy là bây giờ 3 giờ đêm anh em mình gặp nhau. Tình cảm. Đấy. Nhá. Tiền bạc không mua được cái tình cảm. Đúng rồi. Và trước hết là chúc bác gia đình sức khỏe, tài lộc bình an. Cảm ơn bác rất nhiều. Đấy, sau này mọi mắc vấn đề gì cần bác ra ký giấy tờ thì bác ký giúp em. Rồi rồi. Vâng. Em cảm ơn bác. Anh em mình xong kèo rồi, bây giờ quay xe lên thùng luôn. Nghĩa ơi, cho cái anh quay đi, cứ quay nhá. Nghĩa ơi, cho cái thang, cho cái thang ấy là. Đấy, bác cầm một em cái này, bác cầm một em cái này ra ngoài này. Đấy, đấy, đấy. Cảm ơn các cụ đấy. Đấy. Thôi mình vào luật như thế là các cụ phù hộ cho bán rồi này. Rồi. Em công khai với anh em là con xe này này, là bác ấy lộc cho em lại là 3 triệu. Lọc lại 3 triệu tức là con xe này này em mua bao nhiêu thì rẻ hơn con này rẻ hơn 3 triệu. Đấy. Con xe này em mua bao nhiêu thì con này rẻ hơn 3 triệu anh em nhé. Đấy, em nói rõ luôn. Đấy trước mặt bác đúng không? Bác lọc 3 triệu đúng không? Trừ đi 3 triệu. Ok. Vứt giấy tờ trên xe này nhé. Để tao gửi cho. Cái này tao mới làm. Biết quấn ở đâu. Hai cái hai bên sườn đi, chạy đứng lên là đi nó êm nhé. Chân trông đứng lên. Dây nó đã chắc rồi. Cứ cho lên đi. Mẹ quay vào. À, thằng này chưa buồn ngủ đâu. Mẹ cứ tưởng buồn ngủ. Sắp đôi win nhá anh em nhá. Sắp đôi win. Từ từ. Bác có dùng số tài khoản không đấy?
tài khoản thì có dùng có tiền mặt thì tốt. Không có. Không có tiền mặt. Chắc là chuyển vào tài khoản con bác được. Thế được. Không chuyển vào tài khoản của nhà ấy, mà tài khoản thì mai lại bắn vào tài khoản của nó. Viên chẳng xong rồi anh em nhá. Nửa đêm mà nói bé nhưng mà mic vẫn to. Bác ơi, em cảm ơn bác Long nhá. Chúc bác và gia đình sức khỏe tạm an. Bây giờ em xin phép đi về. Cũng muộn rồi, về bọn em ăn đêm xong rồi. Bắn tiền rồi. À ừ đấy. Quên. Anh em phải quên đi bắn tiền. Đi vào bắn tiền, đi vào nhà bắn tiền. Đấy, quên đi bắn tiền, khổ thế. Định ăn không của bác ấy. Bác vào lấy điện thoại đi. Bác vào lấy điện thoại mới lấy số tài khoản đi em chuyển. Bây giờ về đến nhà là chắc phải tầm khoảng 4-5 giờ sáng thì em sẽ ngủ một giấc. Nếu anh em mua chiếc xe này, em nói luôn là chiếc 29 này là 1 4850 em bán rồi, còn cái chiếc 29B2 thì nếu anh em mua thì mai điện cho em tầm 10 giờ ăn điện, còn nếu điện cho em không được thì điện lại lúc khác vì mai phải về ngủ một giấc. Em bây giờ đi cả đêm rồi, ngủ 9-10 giờ đây thì anh em alo cho em chốt nhanh nhá. Con này về anh em cũng sẵn được xăng chạy thôi, xe mộc mạc. Con này rẻ hơn cái con 29N2 kia 3 triệu. Bác thì em sẽ trừ đi 3 triệu. Em bán con ghi bao tiền em cũng có tin nhắn. Thì em sẽ trừ cho anh em là mua này 3 triệu đi. Đấy. 3 triệu anh em có thể vào đồ được, ngon hơn. Ok, em chào anh em nhá. Nhớ chủ mua thì alo cho em qua số 0358 444 888 đây. Và chuyển tiền. Bác cho em xin cái mã chuyển tiền em chuyển luôn này. Đấy, mã của anh. Bác gửi cho em chưa? Bác gửi sang máy em đi. Gửi nhỉ. Vâng. Xin phép đã xong rồi về. Con chào bác nhá. Ừ. Ok, một lần nữa chúc bác. Vâng, vâng. Tôi về anh em về máy bán nhá. Vâng, 3 rưỡi rồi anh em nhá. Đấy, em đi về đó. Đây. Anh em có nhớ cái ngõ em quay này không ạ? Đấy, bây giờ vào cái ngõ này bây giờ ra mới khó này. Đấy, anh em này. Ok anh em ơi. Bây giờ là 3 giờ 30 phút sáng rồi. Chốt xong con xe rồi. Em xin phép em về đây. Ngõ nhỏ phố nhỏ. Ngõ nhỏ phố nhỏ. Xe win ở đó. Nắp quả đèn anh em thấy không? Em đấy, em nắp quả đèn này để phục vụ anh em đấy, đi đêm đấy. Đấy. Vừa khít. Khít quay đoạn ngõ nhỏ phố nhỏ này tí cho anh em nhìn. Viền màu xanh luôn. Anh em ơi, vừa khít xe. Vừa khít xe luôn nha anh em nhá. Bác còn bảo là anh lẻ chú này, chú còn biết đường vào đây. Hai bên vừa khít luôn đấy không ạ? Anh em nhìn thấy chưa? Vừa khít chưa? Ok nhá anh em, Trung Kiên đã chốt xong kèo, bây giờ là 3 giờ 30 rồi. Em về đến cơn cầu Thanh Trì nè. Khoảng 4 rưỡi gì đấy. Xong về đến Hà Nam phải tầm 5 rưỡi mới ngủ được. Thôi anh em về đi ăn đêm xong là về ngủ giấc. Xong là mai anh em nào mua chiếc xe này thì... Phải nói là về đi ăn sáng. Ừ, về ăn sáng, quên mất. Cứ nhớ về ăn đêm mình. Đấy, bây giờ mà về gặp mấy bà hàng xóm mà ô con ơi, sao con dậy sớm thế? Đúng không? Nhưng chắc bây giờ mình mới đi ngủ. Đúng không? Sao con dậy sớm, thức khuya dậy sớm thế? Hóa ra bây giờ còn chưa được ngủ ấy, xuyên đêm rồi anh em ạ. Đấy nhá, anh em là mua chiếc xe 29i005 á, 02 này thì mai tầm 10 giờ sáng điện cho em chốt với anh nhá. Dạ, không, đoạn cuối mình rẽ cơ. Đấy đến đây đoạn anh em mình rẽ chưa? Chưa đâu, đoạn này này. Hôm sau này nửa đêm không hang nào ra đây này. Ok thôi, Trung Kiên chào tất cả anh em, tạm dừng video đây.